Sao Hỏa là địa điểm được loài người chú ý tới nhất trong hệ mặt trời. Với vô số đặc điểm tương đồng với trái đất, chúng ta đặt nhiều kỳ vọng về sự sống tồn tại ở đó. Độ dài ngày và năm của Sao Hỏa khá trùng khớp với trái đất, tương ứng là 1,03 ngày và 1,88 năm. Nhiệt độ ở vùng xích đạo trung bình là 27 độ C vào ban ngày, khá ấm và lý tưởng cho dạng sống quen thuộc nào đó. Độ nghiêng trục quay của Sao Hỏa là 25,19 độ, gần xấp xỉ của trái đất, dẫn tới hệ quả của các mùa cũng xuất hiện luân phiên. Chưa hết, còn có mây và tròn băng ở hai cực tồn tại trên Sao Hỏa, như một dấu hiệu tiềm tàng của nước. Vì nằm gần trái đất nên không khó hiểu khi Sao Hỏa sở hữu nhiều đặc điểm giống với trái đất như vậy. Do đó, những ý kiến về sự sống trên hành tinh đỏ là thật sự tồn tại, hay ít nhất là từng tồn tại tràn ngập. Từ những căn cứ, giả thuyết có cơ sở khoa học, cho tới những thuyết âm mưu nực cười nhất, cuộc săn tìm sự sống trên Sao Hỏa đã được khởi động từ giai đoạn bình minh của cuộc đua khám phá không gian. Từ năm 1960, Liên bang Xô Viết có tới 5 dự án cố gắng vươn tới Sao Hỏa nhưng đều thất bại, kể cả Mỹ. Mọi chuyện sáng sủa hơn khi sứ mệnh Mariner 4 của NASA cuối cùng cũng thành công khi có thể bay ngang qua Sao Hỏa và gửi 21 bức ảnh đầu tiên về trái đất. NASA tiếp tục với sứ mệnh Mariner 6 và 7, chụp thêm những tấm ảnh mới trên Sao Hỏa. Nhưng những bức ảnh này đều chụp phải những vị trí có hố va chạm, khiến các nhà nghiên cứu lầm tưởng rằng Sao Hỏa có bề mặt giống như mặt trăng. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1971, mọi sứ mệnh của Liên Xô và Mỹ đều thất bại. Sứ mệnh Mariner 9 năm 1971 cho chúng ta một cái nhìn khác về Sao Hỏa với những ngọn núi lửa và dãy núi dài khổng lồ. Mariner 9 cũng là sứ mệnh đầu tiên có khả năng quay quanh quỹ đạo Sao Hỏa gần một năm và chụp hơn 7.000 tấm ảnh. Năm 1975, Viking 1 và Viking 2 được NASA gửi tới Sao Hỏa và tới nơi vào năm 1976, bao gồm vệ tinh để chụp ảnh bề mặt Sao Hỏa từ quỹ đạo bay quanh hành tinh và một trạm mặt đất. Đây là sứ mệnh thành công nhất khi những dữ liệu về Sao Hỏa cho tới năm 2000 đều được đảm nhiệm bởi Viking. Đồng thời cũng có những dữ liệu về sự sống nhưng còn đang tranh cãi và không được công nhận chính thức. Cụ thể, các tàu đổ bộ Viking đã thực hiện 4 thí nghiệm sinh học cơ bản trên Sao Hỏa. Viking đã tiến hành 4 thí nghiệm này trên các mẫu đất Sao Hỏa. Mỗi tàu đổ bộ lấy mẫu vào phòng thí nghiệm trên tàu của mình rồi thực hiện. Mặc dù không phức tạp như các phòng thí nghiệm trên trái đất, nhưng chúng được coi là hoàn toàn có khả năng phát hiện các vi khuẩn sống nếu tồn tại. Trong đó, thí nghiệm mang tên The Libellate Release, gọi tắt là LR, được thiết kế để phát hiện bất kỳ loại khí nào mà vi sinh vật trên Sao Hỏa thở ra. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1976, cuộc thử nghiệm LR đã gửi về kết quả ban đầu từ Sao Hỏa. Thật ngạc nhiên, kết quả vô cùng khả quan. Thử nghiệm đã được chạy 4 lần tại 4 địa điểm riêng biệt. Kết quả thu được là tương tự như kết quả từ các thí nghiệm LR trên trái đất. Tuy nhiên, NASA chưa tin vào kết quả này. Họ sử dụng một thiết bị khác trên tàu thăm dò, đó là thí nghiệm phân tích phân tử Viking và không phát hiện được chất hữu cơ nào trong đất Sao Hỏa. Chính vì vậy, NASA kết luận rằng bất cứ thứ gì mà thí nghiệm LR phát hiện đều là thứ bắt chước sự sống, nhưng không phải sự sống. Câu hỏi về sự sống của vi sinh vật trên Sao Hỏa vẫn chưa được giải quyết, nhưng Viking đã cho thấy thành phần trên Sao Hỏa gần như tương đồng với những mẫu thiên thạch trên trái đất, tiết lộ nguồn gốc của một số vật thể va chạm với trái đất. Kể từ những năm 1990, NASA bắt đầu công việc khám phá Sao Hỏa có hệ thống, với lĩnh vực sinh học vũ trụ là một trong những yếu tố chính của tiến trình này. Bắt đầu bằng kỷ nguyên Follow the Water, tạm dịch là lần theo vết nước. Những cuộc đổ bộ trong giai đoạn này đã kết thúc với thành công rực rỡ bởi kết luận quan trọng: nước từng tồn tại trong quá khứ xa của Sao Hỏa. Không đơn thuần chỉ là nước đóng băng, các nhà nghiên cứu cho rằng hiện nay vẫn thật sự tồn tại dòng nước chảy ngay trên Sao Hỏa. Tuy nhiên, việc kiểm chứng và tìm kiếm vị trí đó là không hề đơn giản. Những quan sát cho thấy sông, hồ và đại dương chiếm ưu thế lớn trong thời xa xưa của Sao Hỏa. Nhưng do trọng lực yếu hơn và bầu khí quyển mong manh đã khiến lượng nước lớn bay hơi và thất thoát ra ngoài không gian, chỉ để lại một lượng nước ít ỏi sót lại ở đâu đó trên hành tinh. Bằng chứng của nước xuất hiện đầu tiên năm 2000 sau khi phân tích dữ liệu thu được từ tàu Surveyor của NASA bay quanh quỹ đạo Sao Hỏa. Phân tích cho thấy rãnh xoáy mòn vốn được hình thành bởi dòng nước chảy và để lại những vệt mảnh vụn cùng bùn. Những dấu tích này khá mới gợi ý rằng chúng chỉ mới hình thành vào khoảng thời gian gần đây.
Sự thay đổi diện mạo của rãnh sói qua thời gian càng củng cố giả thuyết trên. Dấu vết khác với tên gọi dòng chảy theo mùa trên các sườn núi, gọi tắt là RSL, được nhận diện vào năm 2011. Những bức hình được chụp bởi Mars Reconnaissance Orbiter lưu giữ bề mặt sao hỏa trong một vùng vĩ tuyến rộng lớn và khoảng thời gian kéo dài xấp xỉ 3 năm được thuật toán kiểm tra để tìm sự thay đổi, khác biệt qua thời gian. Kết quả cho thấy có những vết rạch dày, mỏng hẹp, màu đen chạy dọc xuống theo sườn dốc của các hố va chạm tồn tại vào những tháng ấm áp, sau đó biến mất dần vào mùa đông, rồi cứ tiếp tục xuất hiện theo chu kỳ như vậy. Những vết này chỉ rộng từ 0,5 tới 5 mét, hẹp hơn cả những vết sói từng phát hiện được trước đây, nhưng có thể kéo dài hơn cả 100 mét trong vòng 2 tháng. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng nước thể lỏng liên quan tới sự hình thành những dấu vết trên. Trong một báo cáo năm 2015, phân tích quang phổ các RSL đã giúp kết luận rằng chúng được hình thành bởi nước mặn dạng lỏng. Theo đó, bất cứ nơi nào và thời gian nào những dấu RSL lớn nhất được hình thành cũng đều tìm thấy bằng chứng quang phổ của muối hydrat hóa, nơi sườn dốc có RSL hình thành. Loại muối này được cho là perchlorat, một hợp chất chứa clo, có thể hạ điểm đóng băng của nước từ 0 độ C xuống âm 70 độ C, là thứ cực kỳ cần thiết để nước trên sao hỏa lạnh lẽo ổn định ở dạng lỏng. Đồng thời, perchlorat có thể hấp thụ nước trong khí quyển. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguồn nước này là từ không khí sao hỏa, sự tan chảy của lớp băng bề mặt hay là tuôn trào từ tầng ngậm nước gần đó. Từ lâu các nhà khoa học biết rằng, hầu hết lượng băng đá hiện đang tập trung ở những vùng vĩ độ cao xung quanh vùng cực. Nhưng các nghiên cứu về hố va chạm khác thường đã cho một cái nhìn khác hơn. Một hố như thế ở vùng Acadia Planitia nằm ở vị tuyến trung bình, rộng từ 328 tới 430 mét. Không như những hố va chạm khác thường có dạng hình chiếc tô và trơn nhẵn, vùng hố này có các dạng bậc thang trên vành. Khi một hố va chạm được hình thành bởi va chạm, sóng xung kích từ chấn động đẩy các vật liệu sâu trong lòng đất ra ngoài bề mặt. Nếu ban đầu cấu trúc địa chất của sao hỏa có phân tầng lớp như đất, băng, đá, thì các vật liệu nhẹ sẽ bị đẩy văng ra ngoài rìa dễ dàng hơn so với các vật chất nặng rắn chắc hơn, từ đó hình thành các lớp bậc thang phân các vật liệu trong hố va chạm. Kết quả quan sát hố va chạm trên cho biết lớp băng dày khoảng 40 mét và nằm chỉ ngay dưới lớp đất mặt của sao hỏa, hướng dốc xuống 38 độ. Điều này giống như đào đất ngoài vườn và tìm thấy một lớp băng dày cỡ tòa nhà 13 tầng, phủ một vùng rộng cỡ 3 lần Việt Nam. Dù lớp nước dưới bề mặt đã được đoán định từ trước rất lâu, nhưng phải nhờ tới hố va chạm kỳ lạ trên thì mới có thể xác nhận chắc chắn. Những sứ mệnh tiếp theo đem tới những kết luận tiếp theo cũng thú vị không kém, bao gồm một hồ nước rộng lớn ẩn giấu dưới lớp băng dày ở hai vùng cực. Chắc chắn nguồn tài nguyên nước này là rất quý giá cho sự định cư của loài người sau này và cung cấp thêm thông tin về lịch sử khí hậu, địa chất của sao hỏa. Sau những bằng chứng chắc chắn về nước trên sao hỏa, sứ mệnh dần chuyển hướng qua tìm kiếm và xác định các dạng phân tử, nguyên tử, vật chất có thể là nguồn năng lượng tiềm năng vốn đi liền với sự phát triển sự sống. Xe tự hành Curiosity đã tìm thấy phân tử hữu cơ nằm sâu trong một mẫu lớp đá trầm tích 3 tỷ năm tuổi. Dù chưa thể xác định được nguồn gốc của kết quả trên, liệu nó là bản ghi của sự sống cổ đại, thức ăn của sự sống hay đơn thuần là được tạo ra không bởi hoạt động sinh học, nó cũng cho chúng ta biết hướng đi hiện tại là đúng và là gợi ý hóa học về các điều kiện, quá trình đang diễn ra trên sao hỏa. Mặt khác, nồng độ metan thay đổi theo mùa một cách quái đản được robot thám hiểm Curiosity ghi nhận ở khu vực miệng núi lửa Ghen. Theo đó, mức độ metan đạt đỉnh cao vào những tháng hè ấm áp và rụt xuống vào mùa đông theo chu kỳ năm sao hỏa. Curiosity cũng đo được chu kỳ metan nền theo mùa trước đây. Được biết, vi sinh vật là nguồn quan trọng của sự hiện diện metan trên trái đất, hoặc chí ít cũng được tạo bởi tương tác giữa đá và nước. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định rõ chu kỳ metan này thay đổi bởi nguồn gốc từ sinh học, địa chất thuộc về quá khứ hay mới gần đây, thậm chí nguồn tới từ miệng núi lửa Ghen hay một nơi nào khác trên sao hỏa. Những phân tích xa hơn vẫn đang được tiến hành. Cho tới thời điểm hiện tại, NASA đang hoàn thiện kỷ nguyên Explore Habitability, tạm dịch là khám phá khả năng sinh sống. Robot thám hiểm Curiosity đã tìm được những nguồn dinh dưỡng và năng lượng mà các vi sinh vật có thể đã sử dụng, đem lại cơ hội cho các nhà khoa học công nhận rằng quả thực, sao hỏa từng có khu vực thích hợp cho dạng sống cổ xưa. Nhưng còn đó nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Những điều kiện sống đó có từ lúc nào và ở đâu?
những dạng sống đó có từng phát triển hơn nữa? Và liệu có bằng chứng về chúng được lưu giữ lại không? Những câu hỏi này đã thôi thúc một sứ mệnh khác sẽ được thực hiện. Đó là Seek Signs of Life, tạm dịch là tìm kiếm dấu hiệu sống. NASA đã lên một kế hoạch mang tính bước ngoặt, đó là đem về 30 mẫu vật dưới dạng đá sao hỏa về trái đất trong năm 2033, đồng thời gửi đến hành tinh đỏ hai trực thăng cỡ nhỏ để hỗ trợ sứ mệnh này. Robot thám hiểm Perseverance đáp xuống bề mặt sao hỏa vào tháng 2 năm 2021, đến nay đã thu thập mẫu vật theo sứ mệnh săn lùng các dấu hiệu của sự sống cổ đại trên hành tinh này. Tuy nhiên, việc mang chúng quay lại trái đất để phân tích trong phòng thí nghiệm lại là một thách thức không dễ. Cho đến thời điểm hiện tại, NASA lên kế hoạch gửi thêm một thiết bị tự hành đến sao hỏa để lấy mẫu vật từ Perseverance trước khi đưa đến tổ đổ bộ robot được trang bị tên lửa gọi là Mars Ascent Vehicle, gọi tắt là MAV. MAV sẽ phóng mẫu vật lên quỹ đạo sao hỏa, nơi chúng sẽ được một tàu vũ trụ của châu Âu thu thập. Tuy nhiên, giờ đây đề án thiết bị thu thập mẫu đã bị xếp lại và chính Perseverance được giao nhiệm vụ đưa mẫu đến MAV. MAV sẽ sử dụng cánh tay robot để lấy mẫu. Do NASA luôn có kế hoạch dự phòng, cơ quan này chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch B trong trường hợp robot Perseverance gặp sự cố và không thể di chuyển. MAV dự kiến sẽ được phóng từ trái đất vào năm 2028 và đáp lên sao hỏa vào giữa năm 2030, sẽ mang theo hai trực thăng nhỏ. Hai trực thăng mới của MAV sẽ có trọng lượng nặng hơn, được trang bị bánh xe để có thể di chuyển trên mặt đất và có cánh tay robot nhỏ để thu thập mẫu. Theo kịch bản này, Perseverance sẽ thả mẫu vật lên mặt đất, kế đến trực thăng lấy mẫu và đặt cạnh MAV. Tàu vũ trụ trên quỹ đạo sao hỏa dự kiến sẽ mang mẫu vật quay về trái đất và đáp xuống sa mạc Utah, Mỹ vào năm 2033. Rõ ràng, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy sự sống cổ đại đã từng tồn tại trên sao hỏa, với khí hậu, địa hình, nước thay đổi cho tới như hiện tại. Sao hỏa trở thành địa điểm hấp dẫn để các quốc gia đua nhau tìm hiểu, khai thác, với tham vọng cuối cùng là định cư lâu dài và khai thác tài nguyên ở nơi đây.